Quy trình thi công gạch lát nền theo tiêu chuẩn Việt Nam 9377/2012. 1. Chuẩn bị lớp nền. Dùng dây căng, nivô hoặc máy chắc đạc kiểm tra cao độ, độ phẳng, độ dốc của mặt lớp nền. Gắn các mốc cao độ lát chuẩn. Mỗi phòng có ít nhất 4 mốc tại 4 góc. Phòng có diện tích lớn, mốc gắn theo lưới ô vuông. Khoảng cách giữa các mốc không quá 3 mét. Cần đánh dấu các mốc cao độ, tham chiếu ở độ cao hơn mặt lát nền lên tường hoặc cột để có căn cứ thường xuyên kiểm tra cao độ mặt lát nền. 2. Chuẩn bị gạch lát. Gạch lát phải được làm vệ sinh sạch, không để bụi bẩn, dầu mỡ, các chất làm giảm tính kết dính giữa lớp nền với gạch lát. Với gạch lát có khả năng hút nước từ vật liệu kết dính, gạch phải được nhúng nước và vớt ra để ráo nước trước khi lát. Gạch lát phải được nghiệm thu theo các tiêu chuẩn vật liệu tương ứng. Trong tiêu chuẩn này, gạch lát là các chủng loại sau đây. Gạch lát gốm trắng men tiêu chuẩn Việt Nam 7745/2007. Gạch xây đất sét nung tiêu chuẩn Việt Nam 1450/2009, tiêu chuẩn Việt Nam 1451/1998. 3. Chuẩn bị vật liệu gắn kết. Việc pha trộn, sử dụng và bảo quản vật liệu gắn kết phải tuân theo yêu cầu của loại vật liệu. Vật liệu gắn kết có thể là vữa xi măng cát, vữa tam hợp, nhựa polymer hoặc keo dán. Với vật liệu gắn kết là vữa phải tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam 4314/2003. 4. Dụng cụ lát. Cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho công tác lát như dao xây, bay lát, bay miết mạch, thước tầm 3 mét, thước rút, búa cao su, máy cắt gạch, máy mài gạch, đục, chổi đót, rẻ lau, nivô hoặc máy chắc đạc. Dụng cụ cần đầy đủ và phù hợp với nhu cầu thi công cho từng thao tác nghề nghiệp. Dụng cụ đã hư hỏng và quá cũ bị mòn, không đảm bảo chính xác khi thi công thì không được sử dụng. 5. Tiến hành lát. Nếu vật liệu gắn kết là vữa thì vữa phải được trải đều lên lớp nền đủ rộng để lát từ 3 đến 5 viên. Sau khi lát hết các viên này mới trải cho các viên liền kề. Nếu vật liệu gắn kết là keo dính thì tiến hành lát từng viên một, và keo phải được phết đều lên mặt gạch gắn kết với nền. Nếu mặt lát ở ngoài trời thì cần phải chia khe co giãn với khoảng cách tối đa giữa hai khe co giãn là 4 mét. Nếu thiết kế không quy định thì lấy bề mặt rộng khe co giãn bằng 2 cm, chèn khe co giãn bằng vật liệu có khả năng đàn hồi. Trình tự lát như sau: căng dây và lát các viên gạch trên đường thẳng nối giữa các mốc đã gắn trên lớp nền. Sau đó lát các viên gạch nằm trong phạm vi các mốc cao độ chuẩn, hướng lát vuông góc với hướng lát đã lát trước đó. Hướng lát chung cho toàn nhà hoặc công trình là từ trong lùi ra ngoài. Trong khi lát, thường xuyên dùng thước tầm 3 mét để kiểm tra cao độ phẳng của mặt lát. Độ phẳng của mặt lát được kiểm tra theo các phương dọc, ngang, chéo. Thường xuyên kiểm tra cao độ mặt lát căn cứ trên các mốc cao độ tham chiếu. Khi lát phải chú ý sắp xếp các viên gạch đúng hoa văn thiết kế. 6. Làm đầy mạch lát. Công tác lát làm đầy mạch lát chỉ được tiến hành khi các viên gạch lát đã dính kết với lớp nền. Trước khi làm đầy mạch lát, mặt lát phải được vệ sinh sạch sẽ. Mạch làm đầy xong, lau ngay cho đường mạch sắc gọn và vệ sinh mặt lát. Không để chất làm đầy mạch lát bám dính làm bẩn bề mặt lát. 7. Bảo dưỡng mặt lát. Sau khi làm đầy mạch lát, không được va chạm mạnh trước khi vật liệu gắn kết đủ rắn. Với mặt lát ngoài trời và vật liệu gắn kết là vữa, phải có biện pháp che nắng và chống mưa xối trong 1 ngày đến 3 ngày sau khi lát. Mọi người cần tư vấn liên hệ em tự 0964 529 689.